Các bạn đang nghe truyện đồ nhi chớ hoảng sợ, vi sư ở đây trên kênh TV Audio CV. Chương 358, lão tử tên là Long Cửu Cực. Sương mù màu đen đầy trời khuếch tán, cắn nút sạch sẽ kiếm khí cuồn cuộn kia. Dưới trời bụi đất, thân hình Trần Linh chậm rãi xuất hiện. Hắn phủi tro bụi trên người, quay đầu nhìn thoáng qua cảnh tượng hoành tráng bằng phẳng phía sau, hơi có chút sợ hãi thán phục. Cho dù lực lượng bản nguyên bị hao tổn đến mức này, một kiếm này của ngài cũng khiến vãn bối tin phục. Năm đó phụ thân ta thua dưới một kiếm này của ngài, không ngoan. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên. Trên bầu trời mây, vô số hắc băng ngưng tụ thành trường kiếm hiển hiện, một cổ tịch diệt chi tức hiển hiện trong đó, phản phất chỉ cần bị nhiễm một chút xíu, liền sẽ bị cướp đi sinh cơ. Đáng tiếc vô duyên nhìn thấy một kiếm toàn thịnh này của ngài, bằng không 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 chỉ có hơn 10 đỉnh núi này. Giọng Trần Linh có chút tiếc núi bản thân là kiếm tiên nhưng không có duyên lĩnh ngộ được sức mạnh của một kiếm trước mắt, đương nhiên là đáng tiếc. Khụ khụ, bụi bặm tan đi, Long Cử cực quỳ một chân trên đất, miệng phun máu tươi. Da của hắn đã mất đi ánh sáng lộng lẫy, rũ cục xuống như vỏ cây, không có chút sinh cơ nào đáng nói. Đôi mắt kia vẫn đục không chịu nổi, giống như người chết. Hắn có thể cảm thụ rõ ràng, sau khi mình xuất kiếm, lực lượng bản nguyên vốn đang không ngừng mất đi đột nhiên nhanh chóng biến mất. Hắn chống kiếm mà đứng, lắc lư như ngọn nến tàn trong gió. "Đáng tiếc, ta còn chưa từng xuất kiếm, ngài đã già sắp không xong rồi." Trần Linh nhìn tử khí toàn thân hắn, khống chế vô số kiếm khí đen xì giữa bầu trời chậm rãi rơi xuống. "Vãn bối, cung Tiễn Long lão tiền bối lên đường." Hắn ôm kiếm hành lễ thật sâu, trong mắt có chút tiếc nuối. Nhìn vô số thanh kiếm tĩnh mịch trên bầu trời rơi xuống bên cạnh mình như mưa, đôi mắt đục ngầu của Long Cửu cực khẽ run rẩy hắn há to miệng thở dài đáng tiếc không có rượu long cử cực quay đầu nhìn thoáng qua thiên nhạc cười hiền hòa tiểu tử kia vốn định để sư phụ ngươi giúp ta luyện hóa thân thể tàn phế này thành con rối hôm nay sợ là không có cơ hội chuyện đúc lại thân thể đồ nhi kia kính xin sư phụ ngươi nhất định phải giúp đỡ hắn tự lẩm bẩm tức bước đi về phía trước tóc trắng đầy đầu biến thành đen nhánh với tốc độ mắt thường có thể thấy được làn da giờ phút này đã khôi phục mềm mịn sáng tươi. Tựa như biển cả ngược dòng, cây khô gặp mùa xuân. Mái tóc đen đầy đầu theo gió mà lay động, bộ dáng long cử cực giờ phút này không còn nửa điểm già nua, khuôn mặt trẻ tuổi góc cạnh rõ ràng, mỉm cười cuồng ngạo. Tay long cử cực cầm trường kiếm, say mềm vung kiếm bay lên trời. Nguy cơ tử vong nồng đậm dâng lên trong lòng Trần Linh, trong lòng hắn cuồng loạn. Lên ken lách cách vô số thanh âm thanh thúy vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn. Ánh kiếm đầy trời tan vỡ vào giờ phút này, lộ ra ánh trăng sáng trong phía sau. Dưới ánh trăng, như có thiếu niên say rượu nhẹ nhàng múa kiếm, lấy mặt trăng làm đàn, nuốt từng ngụm gió lớn. Hắn lại xem ánh trăng như vò rượu, uống vào trong miệng, tùy tiện, kiêu ngạo, phách lối. Niên thiếu khinh cuồng là thế, uống sáng trăng sáng kia như rượu, toàn bộ thiên địa đều mất đi ánh sáng, chìm vào trong bóng tối. Kiếm thứ ba, thiếu niên đi này là kiếm điểm thương, lão già say này là long cửu cực ha 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 tiếng cười to tùy tiện càng rỡ vang vọng núi sông cao cao không ngừng không ngừng quanh quẩn trong đêm tối ánh trăng lại lần nữa treo trên không trung vô số bóng dáng thiếu niên xuất hiện hoặc là múa kiếm hoặc là cười to không ngừng hoặc là ngâm thơ tán trăng hoặc ôm vò uống rượu nhưng không có ngoại lệ kiếm khí ẩn chứa trong mỗi bóng hình đều cực kỳ cường đại trần linh nhìn bóng dáng bốn phương tám hướng cầm kiếm nín thở trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi Ký tức của một kiếm này, đã đạt tới chân cổ, một khắc sau, từng luồng ánh trăng hiện lên. Vô số bóng dáng đồng thời rút kiếm, trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, thổi tan mây trôi, ánh trăng nhu hòa chiếu sáng cả sơn giả. Loạn soạn Trần Linh vẫn duy trì động tác cầm kiếm, nhưng đồng tử hắn dần dần mất đi thần thái, ngay cả kiếm rơi trên mặt đất cũng không có phản ứng. Hắn, bịch, một tiếng, ngửa mặt ngã xuống đất, đã không còn tiếng động mà ở trước mặt nhạc thiên long cử cực đang quỳ trên mặt đất khuôn mặt già nua tới cực điểm vô lực ngã về phía trước len ken ở trong hư không phù quan thoáng hiện thân hình hà bất ngữ và tiêu cảnh tuyết xuất hiện tiêu cảnh tuyết vội vàng vươn tay đỡ lấy hắn sắc mặt kinh hãi long điểm thương tại sao có thể như vậy hắn không thể tin được năm đó điểm thương kiếm tiên quát tháo đông linh vực kia hôm nay chỉ xử lý một con chuột nhắc vậy mà phải trả giá lớn như vậy hắn vội vàng dẫn động sinh cơ của mình, muốn nhập vào cơ thể đối phương. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, những sinh cơ này dường như đã tới một vực sâu mênh mông vô tận, không còn phản ứng gì nữa. Tiêu cảnh tuyết nhìn thấy thiên nhạc không có việc gì thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhíu mày, lấy ngân châm ra nhanh chóng thi triển cho long cửu cực 13 châm. Châm thuộc này vừa hạ xuống, miễn cưỡng kéo lại một hơi cuối cùng của hắn. Là ngươi à, long cửu cực nhìn thấy hà bất ngữ, khó khăn mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn. May mà không phải sư huynh của ngươi, bằng không lão tử không chết cũng sẽ bị họ liêu kia đâm chết, ai bảo lúc còn trẻ lão tử đẹp trai hơn hắn chứ, ha 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 ha, thấy lúc này hắn còn có tâm tình vui đùa, hà bất ngữ lại cười không nổi, nhíu mày mở miệng. Ngươi bớt nói nhảm, vừa rồi nghe tiêu cô nương nói trang nguyên của ngươi bị hao tổn, ta liền lập tức chạy tới, tình huống ngươi rốt cuộc là sao, Long cử cực chậm rãi lắc đầu, ánh mắt rơi vào bầu rượu hắn cầm trong tay, hai mắt đục ngầu xám trắng thoáng sáng ngời rượu thấy hắn run rẩy đưa tay vào bình rượu mà mình vội vàng mang từ hoa lâu ra hà bất ngữ nhíu mày nhưng vẫn đưa tới sau khi một mụn rượu lớn vào trong bụng khuôn mặt già nua của long cửu cực lộ ra ý cười có thể uống một mụn trước khi chết thật thoải mái hắn nhìn về phía tiêu cảnh tuyết với sắc mặt vô cùng nghiêm túc bên cạnh nhếch miệng cười một tiếng nha đầu ngươi là học y tình huống của lão đầu tử ta ngươi cũng rõ rồi không cần phí sức sư phụ ngươi cũng không làm gì được Long cử cực run rẩy lấy từ trong ngực áo ra một con bướm màu tím được bệnh bằng trúc khi nhìn thấy bướm tím kia hà bất ngữ lộ vẻ kinh hãi tử hồn điệp không nghĩ tới ngay cả cái này huyền vu cũng nguyện ý giao cho ngươi xem ra địa vị sư huynh của ta ở trong lòng nàng kém xa ngươi cũng cho hắn cả ngày khoe khoang địa vị của mình ở trong lòng huyền vu không thấp nhưng hà bất ngữ dùng ánh mắt không hiểu nhìn về phía hắn có vật ấy ở đây ngươi có thể điều động huyền vu bách độc vừa rồi vì sao không dùng Long Cửu cực khẽ lắc đầu, nhếch miệng cười nói, "Lão tử là kiếm tu, dùng độc thì có bản lĩnh gì?" Hà bất ngữ trầm mặt, sau đó mở miệng nói, "Ngươi sợ nàng cũng đang rơi vào cảnh nguy hiểm, dùng thứ này sẽ ảnh hưởng đến nàng sao?" Người trước hơi giật mình, nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói, "Ngươi không biết sự đáng sợ của lực lượng Hoang Vu, đó là lực lượng không thuộc về thế giới này, sức mạnh Hoang Vu đáng sợ ra sao, lúc còn trẻ hắn cũng đã trải nghiệm qua. Lúc ấy hắn tuổi trẻ đắc chí, cho rằng hắn đã vô địch đồng thế hệ trẻ hăng hái tiến vào u mộc sơn để rồi chật vật trốn thoát nha đầu long cử cực bỗng nhiên mở miệng có vãn bối tiêu cảnh tuyết bước tới có thể gọi sư phụ ngươi tới không tiêu cảnh tuyết im lặng sau đó gật đầu được xin hỏi tiền bối gọi sư phụ lão nhân gia người tới là vì chuyện gì mặc dù đã đồng ý nhưng tiêu cảnh tuyết vẫn hỏi thăm một chút bởi vì nhớ trước khi đi sư phụ đã từng nói chưa tới thời điểm bất đắc dĩ không thể tùy ý gọi sư phụ ra bọn họ không ngăn được lực lượng hoang vu đấy không để bắt đạo vực lại tổn thất một đám cường giả chỉ có sư phụ ngươi tới đây huống hồ sư phụ ngươi rất hứng thú với chuyện của yêu thần giáo ánh mắt long cử cực kỳ sâu xa nhìn về phía một đầu khác của cố tây thành không áp chế tu vi nữa sau khi giải khai toàn bộ thực lực hắn cũng cảm nhận được khí tức tịch diệt mơ hồ ở phương xa kia mà hiện tại tuy rằng đã không cách nào cảm nhận được nữa nhưng hắn hiểu rõ ràng chỉ sợ là cảnh giới hoang vu đã thành hình không bao lâu nữa sẽ nuốt hết toàn bộ thành này trừ thẩm an tại biết nữ tự áo xanh mà hắn quen ra hắn không nghĩ còn có ai có thể có biện pháp đối với loại tình huống này được tiêu cảnh tuyết nhìn hắn nghiêm túc như vậy hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự tình nàng nhìn thoáng qua sư đệ xung quanh hắn không ngừng có đại địa chi lực tràn vào đã bắt đầu đột phá trung tam cảnh, nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt Hà bất ngữ nhấp nháy, nhìn chầm chầm vào nữ tử có vết hoa văn độc đã loan lỗ trên gương mặt mình. Hắn rất ngạc nhiên, vị phong chủ thanh vân phong trong truyền thuyết kia, lại có mị lực lớn như vậy sao, ngay cả điểm thương kiếm ti năm đó không ai bị nổi cũng nói ra lời như vậy. Mà Linh Phù Sơn ở Nam quyết vực xa xôi cách nơi này không chỉ vạn dặm, hắn sẽ tới đây bằng cách nào, Hà bất ngữ không khỏi nhớ lại bóng dáng áo trắng mà mình đã thấy trong thần phù tháp, nhìn thấy khi chính nguyên độ kiếp. Rốt cuộc người đó là thần thánh phương nào, hôm nay có thể nhìn thấy, theo từng bước tiêu cảnh tuyết lui về phía sau, Long cửu cực cũng không nói gì, hai người đều nhíu mày. Làm sao lại càng lùi càng xa, gọi thẩm an tại tới chẳng lẽ còn phải dùng bí pháp gì đó, trong lúc bọn họ còn đang nghi hoặc, tiêu cảnh tuyết ở phía xa, trên đỉnh núi bị Long cửu cực dùng kiếm sang bằng, đang khoanh chân ngồi. Sau một khắc, khói độc trùng thiên phun ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, mười dặm tĩnh mịch liền đất vàng cũng đã mất đi sinh cơ, hóa thành một mảnh đất khô cằn. Khí độc mãnh liệt khủng bố như vậy, đừng nói hạ tam cảnh trung tam cảnh, cho dù là võ giả niết bàn đi vào chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều, mà độc khủng bố như thế, vậy mà vẫn luôn bị áp chế trong cơ thể tiêu cảnh tiết, bình thường nàng vẫn không bị gì, sinh hoạt như một người bình thường, long cử cực hít sâu một hơi, lại dùng sức ho khan dữ dội, sắc mặt lại trắng bệch thêm vài phần. Hắn hơi có chút bất đắc dĩ mà liếc nhìn bên cạnh mình, không nói gì, cái gọi là thiên tài của thế hệ kia của chúng ta, so với bọn họ, còn ảm đạm hơn nhiều. Hà bất ngữ trầm mặt, tràn đầy đồng cảm mà gật gật đầu. Hắn nhớ tới vu chính nguyên và lục thành của thần phù điện. Thần tử lục thành có phù đạo tuyệt đỉnh, tuổi còn trẻ đã nắm giữ cử phẩm phù. Mà thiên phú của người trước không tính là cao nhất, nhưng lại chấp nhất liều mạng như vậy. Có lẽ trong thời đại yêu nghiệt hoành hành này chỉ có kẻ điên cuồng chấp nhất như hắn mới có thể đuổi kịp bước chân mà sớm chừng một chút thời gian, một bên khác của cố Tây Thành. Cường giả cao tầng như đoan một khung, huyền vu, tô lưu ly, nhạn thu đều ở đây, sắc mặt đều ngưng trọng vô cùng. Chỉ vì giữa núi rừng phía trước, sương mù màu xám ẩn hiện đang càng nồng đậm. Sao lực lượng U Mộc Sơn lại xuất hiện ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không thể để cho đồ chơi này khuếch tán, bằng không toàn bộ cố Tây Thành đều sẽ bị nuốt hết, vạn dân chúng cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Trong lúc mọi người nói chuyện, Nhạn Thu chợt nhớ tới gì đó, nhìn về phía hai người bên cạnh, điểm thương kiếm tiên đâu, nghe nói năm ngoái Thăng Long trì cũng xuất hiện lực lượng hoang vu, sau này đã được giải quyết, hắn có cách đối phó không? Hắn nói xong, mọi người mới nhớ ra Long Cửu Cực vẫn chưa tới, không khỏi nhíu mày. Lực lượng hoang vu xuất hiện mặc dù bí ẩn, nhưng với tu vi của mọi người, có lẽ nên cảm nhận ngay lập tức mới phải, tại sao Long Cửu Cực lại không tới? Ánh mắt Thiên Cương lấp lóe nói: Chẳng lẽ là điểm thương kiếm tiên cảm thấy không cách nào chống lại lực lượng hoang vu này, đã rời đi trước rồi, mọi người hai mặt nhìn nhau, đoan một khung lắc đầu. Ngươi chạy rồi hắn cũng sẽ không chạy, nhất định là có việc gì đó nên chậm trễ. Trong lúc mọi người tranh luận, Tô Lưu Ly vẫn không nói gì, chỉ nhìn chầm chầm thiên cương. Nàng mơ hồ cảm thấy, lực lượng hoang vu này đột nhiên xuất hiện cũng có chút đột ngột, hơn nữa còn có cảm giác quá mức cưỡng ép. Mục đích là gì? Sinh mệnh của bách tính trong thành vậy tại sao không trực tiếp phóng thích trong thành ngược lại muốn hấp dẫn bọn người mình tới đây quỳnh quỳnh ngay lúc tất cả mọi người còn đang khó hiểu ở phía xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh ngay sau đó trăng sáng lờ mờ thân ảnh mông lung như ca hát thưởng rượu say mềm cuồng hoang kiếm khí cuồn cuộn ngất trời như vậy khiến ánh mắt mọi người ở đây đều trừng lớn há mồm khó nói thành lời nhìn đỉnh núi bị san bằng nhìn ngàn vạn ánh trăng sáng trong trong bóng kiếm tất cả mọi người đều kinh sợ loáng thoáng bên tai bọn họ còn vang lên tiếng ngâm thơ lạnh khàn của long cửu cực rất tùy ý khi phối hợp kiếm khí đầy trời khiến cho người ta thất thần nhiều năm không gặp kiếm của điểm thương vẫn làm người ta chấn động như vậy nhưng rốt cuộc là người phương nào mà có thể ép long điểm thương ra tay vẫn như năm đó chơi kiếm còn phải uống rượu ngâm thơ quả là hắn đoan một khung nhìn kiếm quan kia mở miệng như nói đùa bọn người nhạn thu cũng hít sâu một hơi đã bao nhiêu năm rồi chưa gặp lại hào quang từng tung hoành kiếm đạo này chỉ có Huyền Vu nhíu chặt lông mày tâm thần không yên nàng nhìn thoáng qua truyền âm phù của mình lông mi khẽ run vì sao Long Cử cực không dùng Tử Hồn Điệp hôm qua nàng cho hắn chẳng lẽ hắn không biết cưỡng ép thân thể thi triển sẽ mang đến hậu quả thế nào không được mình phải chạy tới đó vừa nghĩ đến đây nàng lập tức không để ý tới khí tức hoang vu nơi đây mà rời đi nhưng một khắc sau đột nhiên xảy ra dị biến chỉ thấy khí tức hoang vu vốn còn đang từ từ tràn ra ngoài bỗng nhiên tăng tốc lên gấp bội, như thủy triều mãnh liệt tuôn ra bên ngoài núi. Không ổn, lực lượng hoang vu bạo động, lui trước, tình huống phát sinh đột một khiến mọi người sợ hãi. Còn chưa kịp suy xét xem bên phía long cử cực đã xảy ra chuyện gì, bên này đã không tiếp đón được. Chư vị tiền bối, đã tới thì trò chuyện đôi câu đi. Trước khi mọi người định rút lui để tiếp tục duy trì phạm vi của lực lượng hoang vu bỗng nhiên từng tiếng xé gió vang lên từ bốn phương tám hướng. Từng người áo đen xuất hiện ở hai bên trái phải, chiếm tất cả đường lui về phía sau của đám người đoan một khung. Mà khí tức của mỗi người, đều là sung hư cảnh, khoảng 13 người, tất cả 13 người đều đạt tới cảnh giới này, tình huống này khiến sắc mặt đám người đoan một khung, nhạn thu đột nhiên biến đổi, thần sắc rất khó coi. Hiển nhiên, 13 vị sung hư cảnh đã xuất hiện là dấu hiệu bất thiện, chỉ là trong mắt bọn họ, lại có chút kinh nghi bất định một lần xuất động 13 vị cường giả sung hư cảnh, thủ bút lớn như vậy, đây rốt cuộc là thế lực phương nào, sung hư cảnh tại thiên huyền đại lục, đã xem như là cường giả đứng đầu. Bây giờ cộng thêm bọn người đoan một khung, vậy là tụ tập hơn 20 tên. Các ngươi là người phương nào, dám cả gan cản đường ở đây, gia chủ thác bạc gia là người nóng nảy nhất, là người đầu tiên lạnh giọng quát hỏi. Trong 13 người, người cầm đầu tiến lên chấp tay, thanh âm trầm thấp chấp sự thứ 17 của yêu thần giáo, vãn bối minh vũ, bái kiến tiền bối. Khi hắn và một đám người áo đen ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt, đám người đoan một khung đều sững sờ, sắc mặt khẽ biến. Minh vũ, ngô lục xuyên, là các ngươi. Sở dĩ kinh ngạc như thế, không phải bởi vì cái gì khác, đơn giản là vì những người trước mắt này đã từng là thiên kiêu tiến tâm lừng lẫy trên thiên kiêu bản. Minh vũ, 30 năm trước xếp hạng thứ 39 trên thiên kiêu bản, một vị đệ tử nội môn đã từng mất tích ở thần phù điện, chuyên sử dụng phù pháp. Ngô Lục Xuyên, 37 năm trước xếp hạng thứ 62 trên Thiên Kiêu bảng, thiếu tông chủ một độc tông ở Tây Hoang vực. Không riêng gì bọn họ, 13 người áo đen trước mắt đều là thiên tài từng nở rộ hào quang ở Thiên Huyền Đại Lục. Sau đó bỗng nhiên biến mất, mọi người vốn cho rằng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẫn lạc. Không ngờ hôm nay lại đồng thời xuất hiện tại nơi này, hơn nữa xem tình hình lực lượng hoang vu này rất có thể có quan hệ với bọn họ, kể cả long cửu cực bên kia bỗng nhiên ra tay, cũng chắc chắn có bọn họ ra tay ở trong đó. Tô Lưu Ly nhìn thoáng qua vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc chân thật của Thiên Cương, nhíu mày. Chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, gia chủ thác bạc gia đã hừ lạnh xông lên trước. Đám tiểu bối này, hiện tại không rảnh càng nhằn với các ngươi đâu, nhanh nhường đường đi, cơ bắp toàn thân hắn tăng vọt, sau lưng xuất hiện hư ảnh hình người núi sông hội tụ, giống như cự nhân, nâng quyền đập xuống. Gã áo đen cầm đầu cũng chính là minh vũ của thần phù điện, tay phải chậm rãi đẩy về phía trước. Phù quan hội tụ, gió lạnh nổi lên bốn phía thiên địa, có vô số bông tuyết trước bàn tay hắn hội tụ thành chiếc khiên bằng băng. Quanh, thác bạc gia chủ nệ một quyền lên băng tinh chi thuẫn, ngược lại chính mình bị chấn lui về sau một bước, mắt lộ ra vẻ kinh nghi không nghĩ tới tạo nghệ phong tuyết phù của ngươi cuối cùng đã đến nước này minh vũ mỉm cười đảo qua mọi người vãn bối nói chư vị tiền bối đều đã đến nếu vội vã rời đi như vậy vãn bối không khỏi phải đắc tội rồi ta ngược lại muốn xem xe ngươi đắc tội như thế nào huyền vu hừ lạnh một tiếng sương mù trong tay áo hóa thành một con cự mãn khổng lồ lao vút đi những nơi độc tố cường đại đi qua hình thành một mảng chân không so với khí lực của gia chủ thác bạc gia thì loại độc này càng khó giải hơn phàm là chịu hơn nửa phần thì chính là phiền phức nhưng khi đối mặt với độc mãn minh vũ cũng không kinh hoảng ngôi lục xuyên bên cạnh hắn nhếch miệng cười một tiếng kéo áo bào đen ra chỗ ngực hắn mọc ra một miệng to như chậu máu che kín răng nanh giờ phút này miệng lớn mở ra khẽ hút mạnh một cái độc mãn rít lên rồi bị hút vào bên trong một tia cũng không sót ma thôn công ánh mắt huyền vu ngưng tụ, nghiêm túc hẳn lên. Có lẽ người khác không biết đó là cái gì, nhưng nàng lại có nghe thấy qua. Đó là độc công do một vị cường giả Tây Hoang vực lưu lại từ rất nhiều năm trước, đã sớm vượt qua thiên giai, đạt tới thánh phẩm. Độc tông của Ngô Lục Xuyên trước đó ở Tây Hoang vực không được coi là đứng đầu, độc công này, hiển nhiên là về sau hắn có được, lực lượng hoang vu đã đến, cần phải mau chóng chạy về cố Tây thành cứu người, nhạn thu quay đầu nhìn thoáng qua sương mù màu xám mãnh liệt mà đến, lo lắng mở miệng. Tình huống bây giờ, khó mà cứu được bách tính cố Tây Thành, nhưng bọn họ dù thế nào cũng phải mang vãn bối hậu sinh nhà mình rời đi mới được, cùng nhau ra tay, đoan một khung giữ tợn hô lên, tiện tay lấy ra hơn 10 thanh linh khí thiên giai. Ánh mắt tô lưu ly cũng đỏ rực, nắm một cây trường thương trong tay. Nếu tiền bối không thức thời, vậy cũng tiết kiệm một chút nói nhảm ý cười trên mặt Minh Vũ dần dần tán đi, trở nên lạnh thêm vài phần. Vãn bối, liền cung tiễn chư vị tiền bối lên đường. Theo lời hắn nói xong, 12 người sau lưng đồng thời xuất thủ, triển khai liều mạng chém giết cùng những cường giả thế hệ trước. Nhưng dù sao gừng càng già càng cay, bọn họ cho dù có thiên phú ngang dọc đến đâu, đối mặt mấy vị cường giả lão làng, cũng chỉ thành hạng giật gấu vá vai. Chỉ trong chốc lát, đã có một chấp sự bị số lượng lớn linh khí đoan một khung huy động bao vây tầng tầng lớp lớp, người sống nhăn răng bị đập chết tươi thành bánh thịt. Mà ngô lục xuyên cũng bị huyền vu bột phát áp chế lại. Thích nuốt, vậy ta cho ngươi nuốt đủ ánh mắt huyền vu lạnh như băng sương độc phía sau biến thành chín con rắn to dữ tợn vô cùng mà phía trước sắc mặt ngô lục xuyên tím lên bụng căng tròn hiển nhiên đã sắp đến cực hạn duy nhất không tính rơi vào hạ phong chính là minh vũ giao thủ cùng nhạn thu chính chui linh kiếm sau lưng nhạn thu lao lên cao đều bị phù văn gió tuyết trói lấy còn không mau cút ngay một khi lực lượng hoang vu nuốt chửng cả ta và ngươi ai cũng không đi được gia chủ thác bạc tộc thấy sương mù đã đến gần lòng nóng như lửa đốt mà thanh niên đầu gà cường tráng đối chiến với hắn nhếch miệng cười một tiếng liếm liếm máu bên môi ngươi không đi được chỉ có các ngươi mà thôi nghe hắn nói gia chủ thác bạc gia cùng với đám người nhạn thu đều âm thầm kinh ngạc dự cảm không tốt bỗng nhiên nổi lên nam quyết vực thanh vân phong tiểu tử thúi mỗi ngày ta đều cho ngươi ôn dưỡng kinh mạch mấy ngày trước còn chạy tới dược vương cốc nhiều ngày như vậy để rèn thân thể cho ngươi ngươi còn chưa luyện thành chuyển thứ ba tử long biến có phải lại nhân lúc ta không có ở nhà vụn trộm đi xem sách không tiếng mắng chửi chỉ tiết rèn sắt không thành thép vang lên thẩm an tại cầm một cây gậy trực tiếp quất vào lưng mộ dung thiên đau đến mức hắn keo gào sư phụ đệ tử sai rồi đệ tử sai rồi ngài đừng lấy thứ đó ra mà đánh mỗi khi đánh đệ tử đều cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung bên trong không gian đạo phủ mộ dung thiên bị quất cho chạy tán loạn khắp nơi Dùng ánh mắt trong mông nhìn trung niên mặc áo trắng trước mắt Chủ yếu là nhìn chầm chầm vào cây gậy trên tay hắn Cũng không biết sư phụ kiếm đồ chơi này từ đâu Đánh vào trên người cũng không lưu lại vết thương Nhưng lại vô cùng đau đớn Giống như trực tiếp quất vào linh hồn vậy Tiểu tử thối Không cho ngươi chút giáo hứng Ngươi không biết dụng tâm lương khổ của vi sư Thẩm an tại đang hùng hùng hổ hổ, hổ sáng tay áo lên Do đã thần tiên đuổi theo Đương nhiên hắn vẫn chưa thật sự thúc giục Quy lực chân chính của đã thần tiên nếu không cứ dán một gậy xuống, đừng nói là mộ dung thiên, ngay cả niết bàn cũng phải hồn phi phách tán. Ngay khi hắn đuổi theo mộ dung thiên, sách tay chuẩn bị đánh hắn, bỗng nhiên nhướng mày, dương mắt nhìn về phía xa. Sinh tử bài của cảnh tuyết đang rung nhẹ nhẹ, như thể sắp có nguy hiểm gì đó phát sinh. Tham gia đại hội luyện khí mà còn đến mức nguy hiểm tính mạng sao, thẩm an tại nhíu mày, chẳng lẽ lão tam đã hiển lộ bản lĩnh luyện khí, bị người khác để mắt tới, sư phụ, làm sao vậy, Mộ Dung Thiên thấy biểu cảm của hắn có biến, không khỏi trở nên khẩn trương. Có phải phía sư muội xảy ra chuyện gì hay không? Thẩm An tại liếc mắt nhìn hắn, trong tay áo tung lên cuồng phong, trực tiếp ném hắn vào thùng gỗ trong không gian đạo phủ. Trong đó ánh lửa suy suy bốc lên, điên cuồng oanh tiếp nhục thể của hắn. Ôi má ơi, sư phụ, tóc của đệ tử cũng bị đốt mất rồi. Chờ khi vi sư trở về ngươi mà chưa uống hết thùng hỏa nguyên dịch này, ta sẽ thưởng cho ngươi hai thùng. Không cần a à sư phụ. Đệ tử thật sự không uống nổi nữa rồi, mộ dung thiên khóc không ra nước mắt, không còn gì luyến tiếc. Thứ này ở thế giới bên ngoài một cân có thể so sánh với một kiện địa giai linh khí, hỏa nguyên dịch này hôm nay một ngày hắn đã uống tận hai thùng rồi. Bớt nói nhảm đi, Thẩm An tại hừ một tiếng, biến mất trong không gian đạo phủ. Hắn đi ra ngoại giới, cầm tấm sinh tử bài đang rung rẩy lên, ánh mắt ngưng trọng. Tên nào ăn gan hùng gan gấu, lại dám động thủ với đồ đệ Thẩm An tại ta? tự tìm cái chết lấy ý niệm câu thông với lệnh bài sinh tử xong thẩm an tại nhắm hai mắt lại khi hắn mở mắt ra lần nữa đã ở trong một mảnh hư vô sau đó cất bước đi tới liên quan tới quá trình phân thân truyền tống hắn đã quen khoảnh khắc sau hư vô bốn phía biến hóa vạn vẹo khói độc đầy trời chiếu vào trong tầm mắt hắn đi tới một bình nguyên trên không trung khi nhìn thấy sương độc ngập trời kia thẩm an tại khẽ cao mày không phải đã độc trùng đầy đủ áp chế rồi sao, tại sao độc công của lão nhị lại bạo phát, khi nhìn thấy trung niên áo trắng cất bước từ trong hư không, bất kể là hà bất ngữ hay là long cửu cực đều kinh sợ, miệng hơi há, quên cả lời nói. Hắn xé nát hư không, vượt qua ngàn vạn dặm tới được đây, điều này đừng nói là phân thân, cho dù là bản tôn của bọn họ cũng không làm được, ánh mắt hà bất ngữ lóe lên, đánh giá trung niên hoặc nhìn bình thường không có gì lạ kia, thậm chí không có chút ba động tu vi nào đây chính là vị thẩm sư thúc phong chủ thanh vân phong mà tiểu vu thường xuyên nhắc tới thanh danh mấy ngày nay lan truyền khắp nơi là thẩm an tại hoàn toàn không tầm thường mình là sung hư đỉnh phong vậy mà không nhìn thấu tu vi chân thật của hắn sư phụ thứ cho đệ tử mạo muội mời người tới tiêu cảnh tuyết ở giữa khí độc tĩnh mịch mười dặm yếu ớt mở miệng tự hành lễ dưới chân thẩm an tại có gió nhẹ phất qua trong nháy mắt xuất hiện bên người nàng đè bả vai nàng xuống nín hơi ngưng thần Tiêu cảnh tuyết cực đầu, nhắm hai mắt lại, để cho tinh thần lực cường đại kia đào thải độc tố trong cơ thể mình. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, tựa như đảo ngược thời gian vậy. Khói độc ngập trời chảy ngược vào cơ thể tiêu cảnh tuyết, không còn gì bất thường. Cũng may là lần này tình huống độc công bột phát không nghiêm trọng lắm. Thẩm an tại hơi thở vào nhẹ nhõm, sau đó nhíu mày nhìn về phía long cử cực, cùng thanh niên mặc bào đen ngã xuống đất chết ở bên cạnh. Xem ra người đã bị giết nhưng biểu cảm của hắn vẫn rất nghiêm túc, lại một lần nữa xuất hiện bên người Long Cửu Cực. Mặc dù không biết tại sao Long Cửu Cực lại xuất hiện ở đây, nhưng khi thấy rõ ràng tình huống trong cơ thể hắn, sắc mặt càng lúc càng âm u. Yêu thần giáo lại xuất hiện, xin thẩm phong chủ chịu đựng mệt mỏi, cứu chủ của con bướm này. Hai mắt Long Cửu Cực đục ngầu, toàn thân tỏa ra tử khí âm trầm, rung rẩy đưa tử hồn điệp trong tay ra. Thẩm An tại cất con bướm này đi, nhìn về phía phương xa hắn đã cảm nhận được, ở nơi xa kia có một luồng lực lượng kinh khủng và quen thuộc đang điên cuồng tăng lên. Chính là lực lượng hoang vu, không nghĩ tới mới qua mấy ngày vậy mà lại nhìn thấy cảnh tượng này. Cảnh tuyết, chiếu cố long lão tiền bối cùng lão tam đi. Thẩm an tại thở một hơi thật dài, nhìn thoáng qua thể nội đau thế của thiếu niên áo xám càng phát ra nồng đậm cường đại, vẫy tay một cái. Tuấn mã hí dài, xích thố đạp không mà đi. Long cử cực, đã không cứu được nữa rồi. Vâng, thưa sư phụ, độc văn trên mặt tiêu cảnh tuyết dần dần thối lui, cung tỉ một người một ngựa phá không mà đi. Mà hà bất ngữ, từ khi thẩm an tại ra sân đến giờ, vẫn luôn khiếp sợ. Bất kể là phương thức xuất hiện, hay là chỉ phất tay một cái đã trấn áp được độc công vô cùng kinh khủng kia, không có chỗ nào không bình thường. Người này, bất phàm, bên trong lĩnh vực hoang vu, tiếng oanh minh nổi lên bốn phía. Đáng chết, lực lượng hoang vu này đang hấp thu linh nguyên và sinh cơ của ta, con bà nó chứ ngay cả khí huyết chi lực mà cũng không thoát khỏi việc bị thôn phệ một đám cường giả lâu năm bị vây ở trong sương mù xám trắng sắc mặt khó coi vô cùng mà xét về đối thủ những chấp sự yêu thần giáo kia lại không bị lực lượng của hoang vu ảnh hưởng chút nào cứ như những lực lượng này nhận biết được họ không tấn công họ không thể không thừa nhận ngươi đích thật là người dùng độc đệ nhất tây hoang vực nhưng hiện tại ngươi đã mất đi những độc dược này thì còn có thể làm cái gì chứ ngô lục xuyên nhếch miệng cười một tiếng ánh mắt hung tàn huyền vu nhíu mày muốn vất tay áo thả cổ trùng công kích nhưng bất luận là cổ hay độc trong lúc tiếp xúc lực lượng hoang vu đều bị cắn nuốt hầu như không còn ngược lại còn làm cho lực lượng hoang vu càng thêm sôi trào lên thậm chí những sương mù xám trắng này vô số lần còn điên cuồng muốn chui vào trong cơ thể nàng cướp đoạt sinh cơ của nàng hưu tàn ảnh lóe lên ngôi lục xuyên vọt tới một chưởng đánh tới ánh mắt huyền vu ngưng lại cũng tụ khí nâng chưởng nhưng mà lần này, nàng trực tiếp rút lui mấy bước. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, đôi môi đỏ mọng nhúm máu. Phần lớn lực lượng trong cơ thể đều dùng để kiềm chế lực lượng Hoang Vu, bây giờ lại đối chiến với Ngô Lục Xuyên, hoàn toàn không phải là đối thủ, hơn nữa, nói là kiềm chế, trên thực tế chính là dùng linh nguyên và độc để nuôi nấng Hoang Vu kia, bất kể là lực lượng gì, dường như cái sau đều có thể nuốt hết, căn bản là khó giải, mọi người chớ làm loạn, càng động thủ, những lực lượng Hoang Vu này hấp thu càng nhiều lại càng khó đi ra đoan một khung nhìn ra tình huống nơi đây liền mở miệng hét lớn đừng nói đến sinh mệnh linh nguyên ngay cả linh khí của hắn cũng bị hao tổn dưới lực lượng hoang vu này nhìn những cường giả lâu năm kia tụ tập với nhau đám người minh vũ và ngô lục xuyên cũng không nóng vội bao vây bọn họ tựa như đang trêu đùa nhau chó giận còn biết cắn người càng là tình huống như vậy bọn họ càng không dám khinh thường những lão cáo già này ai mà chẳng có bản lĩnh một chiêu hai chiêu áp đáy hòm, nếu là tự biết hẳn phải chết, khẳng định sẽ không bận tâm nhiều như vậy, tìm một cái đệm lưng là vẫn làm được. Điều bọn họ cần làm bây giờ chính là chờ đám này bị sức mạnh Hoang Vu thôn phệ hoàn toàn, đáng chết, làm sao bây giờ, đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, chẳng lẽ lão tử thật sự phải chết ở chỗ này sao? Gia chủ Thác Bạc gia mang vẻ mặt lo lắng, trong mắt có chút sợ hãi. Chúng ta còn như vậy, người trong thành có phải cũng sẽ bị tập tiếp không? Nhạn Thu nhìn chầm chầm vào đám người Minh Vũ thối lui đến khoảng cách an toàn, cũng rất vội vàng. Nói xong câu này, trong lòng mọi người đều căng thẳng, càng lo lắng hơn. Lần luyện khí đại hội này, bọn họ đều mang tới hậu bối của mình, nếu thật sự chết yểu, đã tiếp kia không thể nói là không lớn, chỉ sợ toàn bộ thế hệ trẻ của Bắc Đạo Vực sẽ bị khuyết một đoạn thời gian, thiên gia chủ, dưới lực lượng hoang vu này, dường như ngươi cũng không bị ảnh hưởng gì quá lớn, đúng lúc này, Tô Lưu Ly hiếp mắt mở miệng, mọi người nhìn về phía phát hiện ra bản thân thiên cương đang ở trong sương mù nhưng sắc mặt vẫn bình thản như thường người kia hơi nhíu mày lắc đầu chư vị đừng suy nghĩ nhiều đây là bởi vì công pháp thiên gia của ta đặc thù tình hình của ta phong tồn trong cơ thể các ngươi cảm giác không ra mà thôi nếu thiên mổ có biện pháp đối phó với lực lượng hoang vu sao có thể khoanh tay đứng nhìn nghe hắn nói vậy hy vọng vừa lóe lên trong lòng mọi người đã bị phá nát lòng nóng như lửa đốt đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian nghỉ cách đi, hoặc là giết mấy tiểu hoa nhi kia rồi lao ra ngoài, hoặc là phá vỡ lực lượng hoang vu, giết như thế nào, quyền tình của lão tử còn chưa đập ra đã bị thôn phệ, đánh vào trên người bọn họ giống như gãi ngứa, đúng vậy, linh nguyên của ta cũng căn bản không có tác dụng, duy nhất là kiếm ý còn có thể dùng được, nhưng ta chủ tu không phải kiếm, chưa từng ngộ đạo, cũng không phá vỡ được lực lượng này. trong số mọi người, một kiếm tiên lên tiếng, long cửu cực đâu? hắn nhất định có thể làm được, người kia ở đâu, gia chủ thác bạc gia nóng nảy mở miệng, lão gia hỏa này còn không tới, chẳng lẽ một mình chạy hay sao, nhìn thấy những vị cường giả thế hệ trước đang nôn nóng trong lòng đám người, đám người ngô lục xuyên không khỏi lộ ra vẻ treo tức trên mặt. Tranh cãi đi, ầm ĩ đi, chờ các ngươi bị lực lượng hoang vu tiêu hao gần hết rồi, đã đến lúc phải tắt thở rồi. Chư vị tiền bối đừng có giải dụ vô ích, lực lượng hoang vu này cũng không phải lực lượng bản giới có thể chống lại, tuy có đắc tội, nhưng vãn bối vẫn muốn nói, thay vì bị hao mòn đến chết, chư vị không ngại hiện tại tự sát đi. Minh Vũ nhà nhạc mở miệng, nhìn xuống phía dưới. Ngươi thả cái rắm gì, gia chủ thác bạc gia là người đầu tiên mắng chửi, hắn không muốn chết. Ngu xuẩn mất khôn, hôm nay ai đến cũng không thể cứu các ngươi. Minh Vũ hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nhìn bọn họ. Ngay lúc mọi người lo lắng không khỏi, bên tai bỗng vang lên tiếng vó ngựa phá không buông tẩu, một tiếng hí dài đinh tai nhức óc vang lên. Thừ, một bộ áo trắng tung người ngửa đầu, trực tiếp xông vào trong sương mù mờ mịt. Tuấn Mã thần võ, hai tóc mai bạc trắng, người nọ khẽ giìm dây cương, đôi mắt bình thản. Thật đúng là có nhiều người như vậy. Thẩm An tại liếc qua phía dưới, lòng bàn tay nâng lên, tử hồn điệp rung nhẹ nhẹ, bay về phía trước người mỹ phụ áo tím đang chảy máu ở khóe miệng. Tử hồn điệp nhìn thấy con bướm bay tới, ánh mắt huyền vu căng thẳng thứ này sao lại xuất hiện ở trong tay người này lẽ nào long cử cực thẩm an tại đột nhiên xâm nhập khiến tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người minh vũ cũng nhíu mày hắn không biết người trước mắt nhưng xem tu vi chỉ là đoán thể cảnh chư vị có thương vong không thẩm an tại nhìn phía dưới mở miệng hỏi thăm mọi người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết tình huống như thế nào cái tên đoán thể cảnh này sao cứ phải xông tới chỉ có đoan một khung nhíu mày trầm tư vỗ ót một cái, kinh hô. Thích mặc áo trắng, hai bên tóc mai như tuyết lại chỉ có tu vi đoán thể cảnh, còn cưỡi một con tuấn mã màu đỏ, người hẳn là phong chủ thanh vân phong, thẩm an tại, nghe được tiếng kinh hô của hắn, đám người nhạn thu lúc này mới nhớ tới lời giới thiệu về phong chủ thanh vân phong trong phong vũ lâu. Chính là bộ dáng người trước mắt. Không ngờ danh tiếng của thẩm mổ lại vang dội như vậy, thẩm an tại mỉm cười, có chút xấu hổ. Nghe được tên của thẩm an tại, đám người minh vũ nhíu mày, sau đó lại coi như không có việc gì xảy ra. Mặc kệ hắn có thực tài hay không, dám xâm nhập cảnh giới hoang vu này, chỉ là muốn chết mà thôi. Xin lỗi chư vị, tại hạ thời gian gấp, không rảnh tán gẫu với các ngươi, sau khi giúp các ngươi thu lực lượng hoang vu này, chuyện bên này các ngươi liền tự mình giải quyết đi. Mặc dù bị nhận ra, nhưng thẩm an tại lại không rảnh nói chuyện phím với bọn họ. Năm phút đã qua hơn nữa, hắn lập tức phải biến mất. Lời nói của hắn vừa ra, đám người minh vũ sững sờ trước sau đó lộ ra vẻ châm chọc ngô lục xuyên còn cười ha ha chỉ bằng một tên đoán thể cảnh như ngươi mà cũng muốn hắn còn chưa dứt lời thẩm an tại đã vung tay áo lên chỉ một thoáng tất cả mọi người cảm thấy lông trời lỡ đất nhật nguyệt đảo ngược phản phất như đều nhập vào trong ống tay áo nho nhỏ kia lực lượng bàn bạc mãnh liệt vô biên vô hạn khiến mảnh hoang vu này như thủy triều dũng mãnh lao vào trong tay áo thẩm an tại đây là thủ đoạn thần thông gì còn người đám người nhạn thu, tô lưu ly đều mãnh liệt co rút lại, quá sợ hãi. Trời đất cát bay đá chạy, vô số cây khô đột một nhô lên khỏi mặt đất, tất cả đều bay theo sức hút cường đại kia. Ống tay áo thẩm an tại mở ra phản phất như một vực sâu không đáy, mặc cho bay tới bao nhiêu đồ vật đều không thu lầm. Chỉ trong vài nhịp thở, vô tận hoang vu chi lực bao trùm nơi này đã bị quét sạch sành xanh, lộ ra một tầng mặt đất trụi lũi bị hút sạch. Vừa rồi ngươi nói một đoán thể cảnh như ta thì sao, thẩm an tại khẽ phất tay áo lúc này mới nhìn về phía ngô lục xuyên vừa mới nói chuyện ánh mắt lộ ra nghi hoặc lúc này ngô lục xuyên đã há to miệng ngây ngẩn cả người không riêng gì hắn hơn mười chấp sự còn lại giờ phút này tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối hút hút đi rồi tung ống tay áo ra lực lượng hoang vu bao phủ mấy chục dặm đều bị hút đi hết đây chính là thứ ngay cả cường giả chân tiên cảnh cũng đau đầu cứ thế không còn không để ý tới đám người đang kinh ngạc thẩm an tại cảm giác mình đã sắp bị truyền tống trở về lúc này nhìn về phía đám người phía dưới dùng thời gian cuối cùng nói một câu trong các ngươi hẳn là có người thiên gia thẩm mổ không biết là ai nhưng ta phải cảnh cáo ngươi nếu đệ tử kia của ta có nửa phần sơ xuất ta tất đồ sát toàn bộ thiên gia thẩm an tại quét mắt nhìn mọi người một chút sau đó cứ như vậy không chút dấu hiệu cả người lẫn ngựa biến mất dưới mí mắt mọi người giọng nói của hắn không tính là lạnh lẽo âm trầm còn rất là bình thản nhưng giờ phút này lại rõ ràng quanh quẩn trong đầu tất cả mọi người bọn họ vô thức đưa ánh mắt nhìn về phía thiên cương sắc mặt hắn trầm xuống có chút khó coi lông mi tô lưu ly run rẩy trong lòng khó có thể khống chế dâng lên vài phần nhẹ nhõm và vui mừng thiên nhạc hắn có sư phụ tốt hơn so với bất kỳ ai khó trách lúc đó hỏi hắn vì sao không tôn kính phụ mẫu hắn không chút do dự nói mình chỉ tôn trọng sư phụ sư tỷ sư huynh có thẩm an tại từ ngàn dặm xa xôi đến uy hiếp cho dù thiên gia còn có mưu đồ gì khẳng định cũng không dám quá phận về phần những người khác sợ là căn bản không dám dò mó cổ pháp trèn của thiên nhạc nữa không ổn mau lui lại bên kia đám người minh vũ cuối cùng cũng phản ứng lại xoay người định chạy trốn sở dĩ vừa rồi bọn họ không kiên nể gì là bởi vì có lực lượng hoang vu làm lực lượng bây giờ lực lượng hoang vu đã tán đi bọn họ bây giờ muốn chạy đã trễ đoan một khung hừa lạnh một tiếng Vẻ dữ tợn trên khuôn mặt cũng đang run rẩy. Bàn tay to của hắn vung lên, một cái bát vàng phóng thẳng lên trời, trong nháy mắt sau đó mở rộng úp ngược xuống. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều bị bao ở bên trong. "Tiểu tử, hôm nay lão phu sẽ dạy ngươi cái gì gọi là Tôn sư trọng đạo, hừ, mất tích nhiều năm như vậy, gia nhập giáo phái yêu tà gì, hôm nay bổn tọa sẽ thay sư môn trưởng bối nhà ngươi thanh lý môn hộ, lưu lại một người sống, còn muốn hỏi về cái yêu thần giáo phiền phức kia?" tiếng nổ vang nổi lên bốn phía, trong kim bác không lâu liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một bên khác, Hà bất ngữ gì nhìn về phương xa, lông mày đang nhíu chặt bỗng nhiên nhíu lại sâu thêm vài phần. Trong lòng long cửu cực căng thẳng, như thế nào, hết rồi. Cái gì hết rồi, hết người rồi hay là hết khí tức của lực lượng hoang vu. Hắn không nói nên lời, hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ khó nén. Nghe hắn nói vậy, cuối cùng trong lòng long cử cực cũng hạ xuống một tảng đá thân thể mềm nhũng tựa người vào đá vụn không có việc gì là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi nha đầu chuyện của đồ nhi ta liền nhờ sư phụ con mắt hắn nhìn về phía tiêu cảnh tuyết dần dần ảm đạm một tia sinh cơ cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất hai tay vô lực rũ xuống long lão tiền bối long điểm thương long điểm thương tiêu cảnh tuyết và hà bất ngữ kêu vài câu thì thôi rốt cuộc người già nu kia vẫn chỉ im bặt ánh mắt ảm đạm lão già yêu rượu như mạng kia, thoạt nhìn lôi thôi. Từng quát tháo thiên huyền, cầm đầu danh sách kiếm tiên, tục gọi điểm thương kiếm tiên. Hôm nay, vẫn lạc. Mây đen che trăng, gió chiều tại đây đi xa, tiếng gió phản phất như đang rên rỉ. Vào lúc này, trời đất phản phất âm u hơn rất nhiều, dường như đang vì lão giả rời đi mà mặc niệm. Cảm nhận được thân thể dần dần lạnh lẽo, hà bất ngữ ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng nếu sư huynh của ta biết long điểm thương cứ vậy mà bỏ mình thì không biết sư huynh ta đang khóc hay cười nữa đã nhiều năm như vậy hắn dồn hết sức lực muốn trước khi ngươi bước vào chân tổ mắt thấy nguyên thần thứ hai của hắn được luyện thành ngươi lại hà bất ngữ không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào sư huynh đệ mình với long cửu cực không thể nói là bạn tốt thậm chí có thể xem như đối đầu năm đó du lịch tây hoang vực thiên nhân năm đó kinh diễm hai sư huynh đệ vẫn là thiếu nữ huyền vu đó là một chỗ bên hồ độc sơn hai người vốn là vụng trộm lên núi muốn thử một chút độn hư phù mới học có thể xuyên qua sương độc này hay không chỗ hoàn cảnh đặc thù này không hề nghĩ ngợi nhìn thấy huyền vu tắm gội ở bên hồ chỉ là thoáng nhìn qua lưu tử khung liền thất thần phù văn bất ổn nửa người của hắn lộ ra ngoài nguy cơ bị phát hiện mà vào lúc đó vừa vặn bị long cử cực say rượu đi ngang qua phát hiện có lẽ cho rằng là loại người đạo chích nào đó có ý đồ đánh lén thiếu nữ hắn rút kiếm xông lên. Sợ quá, hai sư huynh đệ quay đầu bỏ chạy, trong lúc hư không dao động, không cẩn thận hút cả quần áo huyền vu đặt ở bên hồ vào. Về sau lại hai người bị long cử cực đuổi kịp, đánh không nhẹ, tốn rất nhiều công phu mới chạy trốn được. Sau lần đó, Lưu Tử không cố ý vô tình liền thích chạy đến Độc Sơn ở Tây Hoang Vực, nói là muốn tìm người dùng kiếm lúc trước kia báo thù. Trên thực tế hắn muốn làm gì, Hà bất ngữ rõ ràng. Nhưng mà, mỗi lần hắn đều mặc xám mày cho ủ rũ trở về chắc là đã chịu không ít thiệt thòi ở dưới tay long cửu cực mãi đến một lần long cửu cực uống rượu múa kiếm dưới trăng nắm tay ôm nhau với huyền vu Lưu tử khung ẩn trong hư không nên thấy rõ ràng người trước không nói xoay người rời đi từ đó về sau hắn cũng không tìm long cửu cực đánh nhau nữa chỉ là về sau khi luyện ra nguyên thần thứ hai cứ cách ba năm hắn đều để nguyên thần đi tây hoang vực một chuyến chỉ từ xa nhìn một cái về sau không bao nhiêu năm, luận kiếm ở Đông Linh vượt truyền đến một tin tức quanh động đất trời kiếm tiên giới. Một thanh niên say rượu sông núi, điểm thương kiếm khí chấn động bốn bể. Nghe nói ngày đó, cả luận kiếm sơn kiếm khí vô số, chỉ có kiếm của hắn chói mắt nhất, cũng chỉ có bài về này của hắn sau đó vang vọng trong luận kiếm sơn yên lặng, có vẻ càng thêm chói tai. Thanh niên náo loạn thịnh hội một trận, bị rất nhiều kiếm tiên vây công, cười lớn nên ngang rời đi. Từ ngày đó, danh tiếng của điểm thương kiếm tiên đã triệt để vang danh thiên hạ. Đứng thứ ba thiên kiêu bản lần đó, chớp mắt, đã mấy trăm năm trôi qua hà bất ngữ thở dài nói, lại có chút buồn vô cớ. Năm đó có bao nhiêu người cùng thế hệ, không phải vẫn lạc thì cũng là tu vi bị hạn chế, tuổi thọ đến sớm, hóa thành đất vàng bay theo gió. Long điểm thương, long điểm thương. Ngay lúc hai người đang mặc niệm, thanh âm lo lắng của nữ tử vang lên. Người chưa kịp đến tiếng đã đến trước. Huyền Vu vẻ mặt nôn nóng vọt tới, khi nhìn thấy Long Cử cực đang tựa vào đá vụn thì bình tĩnh lại, nàng ngây ngẩn cả người. Nàng tiến lên, khẽ rung rẩy vươn tay ra, vuốt ve khuôn mặt Long Cử cực dù đã chết lặng cũng vẫn khẽ cười, phản phất vẫn là khuôn mặt tang thương của thiếu niên vô kỵ ngày đó, nhất thời nghẹn họng không nói nên lời. Đám người đoan một khung, nhạn thu, Tô Lưu Ly cũng trước sau chạy đến. Nhìn thấy thi thể bị Huyền Vu ôm chặt trong ngực, đều thất thần hồi lâu, không thể tin tưởng từ nay về sau không thể thấy kiếm điểm thương cười say mà mà tỉnh đời này đã không còn cửu cực nam quyết vực phong chủ xảy ra chuyện gì vậy sắc mặt người tự hồ có chút khó coi thân đồ tiểu tuyết ôm một giỏ thuốc đã phơi khô trừng mắt nhìn rồi mở miệng hỏi thẩm an tại mở hai mắt ra nhìn trăng tỏ phía xa thật lâu chưa từng nói chuyện hắn không có trả lời thân đồ tiểu tuyết mà dưới ánh mắt khó hiểu của nàng một mình đi về phía chỗ sâu trong dược viên đợi đến khi đi tới trước quan tài băng, hắn mới ngồi xuống. Không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào gương mặt trẻ tuổi không ít do được tẩm bổ bởi linh khí và thần hoàng tâm trong quan tài. Thẩm An tại lần đầu tiên sinh ra loại cảm giác khó nói nên lời này. Lúc trước, khi Trịnh Tam Sơn chết, hắn còn phẫn nộ hơn. Nhưng hôm nay Long Cửu cực chết đi, không khỏi làm hắn có chút mê man. Nếu bàn về tu vi, nhiều năm trước điểm thương kiếm tiên đã là sung hư đỉnh phong, còn là long tộc chi thân kiếm tiên chi tư thực lực cường đại như vậy lẽ ra phải vô ưu vô sầu mới đúng vì sao trước cái chết lại có vẻ bất lực như vậy khiến người ta thổn thức trời lớn đất còn lớn hơn rốt cuộc cảnh giới gì mới có thể không sợ sinh tử đây đoán thể cảnh vẫn là kiếm tiên tuyệt thế như long cửu cực yêu thần giáo trầm an lẩm bẩm cái tên này mà tại nam quyết vực có thế lực gọi là ma giáo thế giới này ẩn giấu quá nhiều bí mật giống như đang ấp ủ một âm mưu to lớn nào đó mà dưới cơn bão táp chuẩn bị này hắn bỗng nhiên có cảm giác như thuyền con bồng bềnh trôi nổi dựa vào tu vi đoán thể cảnh của hắn tự vệ còn không biết như thế nào tương lai có thể bảo vệ đám đệ tử này bảo vệ được đồ đệ của thanh vân phong hay không hệ thống ngươi thật sự không cho ta đột phá hắn thì thào mở miệng nhục thể đến cuối chỉ là hư ảo thần hồn mới là vĩnh tồn thỉnh túc chủ hệ thống vẫn nói mấy câu khó hiểu như vậy nói tóm lại chính là không để cho hắn đột phá thẩm an tại thở dài im lặng chỉ dựa vào thần hồn dù hắn có thuộc tính của phong chi tử nhưng nếu không có tu vi gia trì hắn vẫn cảm thấy không quá an ổn nếu bách lý nhất kiếm biết được tin tức long lão kiếm tiên vẫn lạc sợ là sẽ sa sút mấy ngày trầm an lắc đầu nhìn thoáng qua trịnh tam sơn đang ngủ say trong quan tài nhẹ giọng mở miệng lão trịnh chính nguyên đã xông qua thần phù tháp cặp được thần phù huyền diệu trên cửu phẩm ngươi ngủ thêm vài ngày có lẽ hắn sẽ trở lại cái chết của long cửu cực chính là thần hồn và sinh cơ bị lực lượng hoang vu thông qua long châu cắn nuốt có lẽ sẽ tìm không thấy cũng không thể thông qua sinh tử phù thu hồi thần hồn hắn nhấc tay áo cảm thụ một chút lực lượng hoang vu trong ống tay áo vì không còn gì hấp thu mà dần dần có dấu hiệu sẽ biến mất tụ lý càng không thật sự là một loại thần thông tiên thuật trong tay áo có thể có nhật nguyệt tinh thần là một chiếc túi rỗng nhưng thật sự không bao giờ trống rỗng. Thẩm an tại thì thào mở miệng, có chút kinh ngạc. Đáng tiếc, thi triển thuật này cũng liên quan mật thiết đến mức độ cường đại của thần hồn hắn. Vừa rồi hấp thu lực lượng hoang vu như vậy, hắn đã cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Nếu lúc ấy là cảnh giới hoang vu rộng như bên thăng long trì, e rằng đầu hắn có nổ cũng không thể dùng tụ lý càng khôn hút hết. Vẫn là thần hồn quá yếu, ngày mai tìm trưởng môn mượn chút tiền để mua chút linh dược niên đại lâu hơn. Hắn lẩm bẩm, vung tay áo đi về phía đạo phủ. Tiểu tử thúi, lâu như vậy còn chưa luyện hóa xong. Thêm một thùng nữa, a à, sư phụ, người đi ra ngoài mới được một khắc, đệ tử uống cũng uống không được nhanh như vậy còn dám tranh luận. Thêm hai thùng nữa, chuyện này cũng đến quá đột nhiên, yêu thần giáo kia lại trắng trợn hành động như vậy, chúng ta cần phải nhanh chóng trở về tông môn bẩm báo chuyện đại hội luyện khí cứ như vậy mà thôi đoan một đường chủ sinh hãy tha lỗi đúng vậy những người này đều là thiên kiêu năm đó mất tích chọn thời gian ngay lúc này như vậy khó đảm bảo còn có cái gì khác không vì an nguy tiểu bối nhà ta chỉ có thể cáo từ trước đoan một huynh sau này còn gặp lại trong đại điện thiết đường đông đảo cao tầng thế lực tụ tập sau khi trải qua chuyện vừa rồi bọn họ vẫn còn sợ hãi trong lòng cũng không dám ở chỗ này lâu đặc biệt là nếu như vừa nãy bọn họ bị nhốt lại sau đó có người âm thầm ra tay với đám hậu bối trong thành thì hậu quả kia quả thật không dám nghĩ tới đã hiểu đại hội luyện khí năm nay coi như bỏ qua chuyện bên này phải nhanh chóng báo cho thiên huyền điện biết mới đúng đoan một nhã gật đầu không nói gì thêm các thế lực lục tục cáo từ thiên cương nhìn thoáng qua thiên nhạc sau lưng đoan một khung ánh mắt chớp lên tiến lên mở miệng cháu trai cháu không làm phiền thiên gia chủ lo lắng nếu sư đệ ta muốn trở về thiên gia tất nhiên sẽ đi hắn còn chưa kịp nói hết giọng nói của tiêu cảnh tuyết đã vang lên không cho thể diện như thế khiến sắc mặt thiên cương hơi trầm xuống nhưng đối mặt với ánh mắt đám người một khung hắn cũng đành xấu hổ cười một tiếng xoay người rời đi trong khoảnh khắc xoay người nụ cười trên khóe miệng hắn nhanh chóng biến mất thay vào đó là vẻ âm trầm phế vật tất cả đều là phế vật thiên nhà không bắt được là vì có long cửu cực bảo vệ cũng thôi đi thậm chí không bắt được tiểu nha đầu tiêu cảnh tuyết này, kết quả là bại lộ yêu thần giáo, còn hao tổn nhiều nhân thủ như vậy, quả thực là thành sự không đủ bại sự có thừa, hừ, chẳng qua với tin tức tiểu tử này không chết, cũng có thể làm cho tên thiên quan tinh kia khôi phục lại chút lý trí, hấp thu yêu lực cường đại hơn. Thiên cương liếc mắt nhìn lưu ảnh thạch trong tay, hừ lạnh một tiếng. Tiêu cô nương, thiên nhạc tiểu huynh đệ, thế cục bây giờ, hai người các ngươi về Nam quyết vực e ngại đường xá xa xôi, xảy ra biến cố nào, không bằng để bổn tọa đưa hai vị tiểu hữu về Linh Phù Sơn, thế nào, nhìn mọi người đi không sai biệt lắm, nhạn thu ở một bên tiến lên mở miệng, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Thiên nhạc tiểu hữu chính là khách khanh thiết đường ta, cho dù muốn tiễn cũng là do ta đưa, chẳng lẽ lão tiểu tử ngươi tới đây xem náo nhiệt gì, đoan một khung hừ hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn. Không phải ngươi vội vàng đi báo cáo sự tình luyện khí đại hội cho thiên huyền điện sao, nhạn thu cười lúng túng. Ngươi thay ta đi cũng vậy thôi ta không đi ta đi linh phù sơn hai vị cường giả đức cao vọng trọng bên ngoài nắm giữ tất cả thế lực quyền quý lại so bị ai đưa tiêu cảnh tuyết và thiên nhạc đến mức cãi nhau ầm ĩ về vấn đề này một màn buồn cười như thế có chút không khỏi khiến cho người ta mở rộng tầm mắt đừng làm ồn nữa ta đưa bọn họ về đúng lúc này thanh âm băng lãnh của nữ tử bỗng nhiên vang lên hai người đang cãi lộn nhau đồng thời rùng mình một cái chỉ cảm thấy giống như bị rắn độc cắn một cái Người nói chuyện không ai khác, chính là Huyền Vu. Mặc dù bây giờ thần sắc nàng bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng đối mắt với nàng, vô luận là Đoan một khung hay là Nhạn Thu đều yên tĩnh trở lại. Về chuyện Long Cử Cực và Huyền Vu, người cùng thế hệ bọn họ lại tính là có giao thiệp, tự nhiên rõ ràng. Năm đó lúc Long Cử Cực mất tích, Huyền Vu thiếu chút nữa lật toàn bộ Đông Linh vực để tìm một lần, cuối cùng mới biết được đối phương đã trở về Long tộc. Sau đó Huyền Vu cũng đi tìm mỗi lần long cử cực tránh đi không thấy không nghĩ tới những năm gần đây mới gặp mặt lại liền trở thành vĩnh biệt hiện tại bọn họ cũng không dám đối mặt cơn xui xẻo của huyền vu bằng không một ngày nào đó đi trên đường đột nhiên chảy nước miếng nhảy cốc đái ba chân cũng nói không chừng mặc dù tiêu cảnh tuyết không mấy thú vị nhưng cũng không cự tuyệt bởi vì nàng cũng lo lắng trên đường sẽ còn nguy hiểm gì nữa nàng ngược lại không sao cả nhưng tiểu sư đệ còn ở bên người chẳng qua tiêu cảnh tuyết cao mày thi thể long lão tiền bối huyền vu nhìn về phía hai bóng người một lớn một nhỏ sau mái vòm gỗ ta sẽ tự mình đưa hắn về linh cảnh nhưng phải làm cho xong những việc chưa làm mọi người đều sửng sốt có chút nghi hoặc chuyện gì đoan một khung hỏi luyện khôi huyền vu chỉ nói hai chữ ánh mắt bình thản nghe nói như thế ánh mắt đoan một khung trở nên phức tạp nhớ lại lần này long cử cực tới tìm mình chính là vì để luyện cho đồ nhi của hắn một con rối không ngờ ai ai cũng được nếu không phải chuyện nơi đây còn phải xử lý ta cũng muốn đi theo đến thanh vân phong chiêm ngưỡng phong thái của thẩm phong chủ nhạn thu vuốt chòm râu tiếc núi mở miệng việc này không nên chậm trễ đi thôi huyền vu nhìn thoáng qua tiêu cảnh tuyết vậy làm phiền huyền vu tiền bối tiêu cảnh tuyết quỳ gối hành lễ mang theo thiên nhạc đi theo sau lưng nàng ra khỏi đại điện mà Tô Lưu Ly vẫn luôn ở bên cạnh không rời đi, cũng không nói một câu mà nhìn bóng lưng không quay đầu lại của thiên nhạc, lông mi khẽ rung. Cho đến khi bọn họ sắp rời khỏi đại điện, nàng vẫn nhịn không được tiến lên một bước. Thiên nhạc Thiếu niên ngay cả bước chân cũng không, bước ra cửa đại điện không quay đầu lại. Đôi mắt đẹp của Tô Lưu Ly vô cùng phức tạp, chậm rãi mở miệng. Chuyện mà ngươi muốn biết, trong vòng 4 năm nếu ngươi có thể rèn được linh khí thắng cả nguyệt vô khuyết, sẽ có người nói cho ngươi. Lời này vừa dứt, bước chân thiếu niên dừng lại, hơi quay đầu. Ta ở thần hỏa Sơn Trang, vì thời chờ tam đệ tử dưới trướng thẩm an tại của Thanh Vân Phong đến khiêu chiến. Tô Lưu Ly nhẹ giọng mở miệng, đáy mắt hiện lên vài phần chờ mong. Đoan một Khung và Nhạn Thu bên cạnh nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ Tô Lưu Ly lại muốn thằng nhãi này đi khiêu chiến linh khí đệ nhất thiên hạ, đừng nói là hắn, ngay cả những luyện khí sư lâu năm như hắn cũng không làm được lại là trong thời gian 4 năm, mặc dù tiểu tử này thiên tư hơn người, lại nắm trong tay cổ pháp, nhưng chỉ sợ cũng không có hy vọng gì. Thiên Nhạc chỉ nhìn nàng một cái, không nói một lời, quay đầu rời đi. Nhìn bộ dáng hắn lạnh lùng như vậy, Tô Lưu Ly há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời. Chưa bao giờ quan tâm, chưa bao giờ tìm kiếm, thậm chí chưa từng hỏi han, là người làm mẹ này thất trách. Nhưng nàng không dám, bởi vì một khi bị người của thiên gia biết được sẽ chỉ làm cho con trai nàng khó bảo toàn tính mạng giống như phụ thân của hắn trưởng lão hội của thiên gia quá bá đạo quá lãnh huyết nếu không phải sau lưng mình là thần hỏa sơn trang thậm chí lúc trước suýt nữa đã bị người ta bắt đi rồi xin tô trang chủ yên tâm tiểu sư đệ ở thanh vân phong rất tốt tiêu cảnh tuyết hơi hành lễ với tô lưu ly nhẹ nhàng mở miệng từ khi biết cái vòng tay kia chính là xích lưu ly nàng liền hiểu được phụ mẫu của thiên nhạc tuyệt đối là có gì đó khó nói. Không nói ra, là vì thiên nhạc. Hơn nữa đối phương không phải cũng đã nói rồi sao, trong vòng 4 năm nếu có thể tạo ra linh khí đệ nhất thiên hạ mới, sẽ nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện. Đã qua nhiều năm như vậy, đợi thêm 4 năm, thật ra cũng không có gì lớn lắm. Cáo từ Tiêu cảnh tuyết hành lễ với đám người đoan một khung, sau đó xoay người đuổi theo bước chân huyền vu, mang theo thiên nhạc rời đi giữa bầu trời mây huyền vu mang theo ba người ngự phong mà đi so với cường giả niết bàn tốc độ đã nhanh tới mức khó mà tưởng tượng nổi cảnh tượng bốn phía dưới cực tốc đó trở nên mơ hồ hư ảo thậm chí như tiếng nhập giữa hư không đen ngòm thâm thúy đối với việc tại sao sư phụ của mình lại muốn hộ tống hai người này về nam quyết vực bạch diệu linh không hiểu lắm nhưng nàng cũng không nói thêm gì chẳng qua đôi mắt nhìn tiêu cảnh tuyết mang theo vài phần địch ý một màn cổ độc trên đường dễ dàng bị đối phương hóa giải lúc trước kia nàng còn nhớ rõ mà về sau khi nàng đi xử lý thi thể phụ tử lưu đạt thì cũng rất là kinh ngạc bởi vì bằng độc đạo của nàng vậy mà trong lúc nhất thời không thể tra ra được đầu nguồn độc tố đến từ nơi nào sau đó vẫn là hỏi sư phụ mới hiểu được độc này đã siêu thoát khỏi bản chất của vật đạt tới cảnh giới tâm độc đó là một loại cảnh giới rất khó đạt tới thủ đoạn thi độc khó lòng phòng bị thân là thiên tịch độc thể, nàng còn kém cảnh giới tâm độc này một chút. Độc công mà tiêu quận chúa tu luyện hình như có chút đặc thù, mặc dù ngày thường rất khó phát hiện, nhưng hôm đó ta thấy khí tức của ngươi bất ổn, dường như tất cả độc dược đều giấu ở trong cơ thể, lúc nào cũng có thể bộc phát. Trên đường đi, huyền vu vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Tiền bối thật tinh mắt. Tiêu cảnh tuyết khẽ gật đầu, không giấu giếm. Không ngờ sư phụ ngươi cũng có tạo nghệ cao siêu như vậy trong độc đạo, độc tố khổng lồ như vậy suốt ngày trốn trong cơ thể đừng nói là niết bàn cho dù là ta cũng không dám nói có thể hành động tự nhiên hiền vu không khỏi có chút kinh ngạc mặc dù nàng cũng tu luyện độc công nhưng nhiều lắm cũng chỉ là linh nguyên các loại ẩn chứa độc tố càng nhiều thủ đoạn là cổ trùng khói độc các loại cần chất xúc tác độc công mà coi bản thể mình là bình độc như tiêu cảnh tuyết nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy càng làm cho người ta không thể tin được là nàng rõ ràng là một độc thể hành tẩu, bây giờ khuôn mặt vẫn như thường, không lộ ra độc khí chút nào. Bản lĩnh của gia sư, phản bối cũng không rõ lắm. Tiêu cảnh tuyết dịu dàng cười, khiêm tốn mở miệng. Độc công này mặc dù lợi hại, nhưng cẩn thận không để không còn chút sức lực nào, vạn nhất không thể khống chế nổi độc trong cơ thể, một khi bộc phát ra phương viên trăm dặm chắc chắn sẽ khiến sinh linh đồ tháng, còn không bằng ổn thỏa một chút như ta, chứa đựng trong một ít chất lỏng, phân biệt tất giữ từng bình, đến lúc đó lấy ra là được. Bạch Diệu Linh không khỏi xe miệng nói vào. Đa tạ Bạch cô nương nhắc nhở, cảnh tuyết biết mà. Nàng nói lời cảm tạ, cử chỉ đoan trang. Thấy nàng vậy mà không hề tức giận vì lời nói của mình chút nào, Bạch Diệu Linh không khỏi có một loại cảm giác thất bại khi dùng sức đánh vào bông. Nhìn ra chút tiểu tâm tư tranh cường háo thắng của đồ đệ nhà mình, huyền vu âm thầm lắc đầu. Đồ đệ nhà mình tuy rằng thiên phú độc đạo tuyệt hảo, nhưng hết lần này tới lần khác tâm tính quái đản còn phải ma luyện thêm phía trước chính là sơn môn linh phù rất xa ánh mắt huyền vu liền thấy được ba chữ to linh phù sơn trên sơn môn cuối trời ngoài dự liệu nơi này rất phổ thông ít nhất đối với những sơn loan diệu cảnh tráng lệ linh khí dư thừa nàng đã nhìn thấy nhiều kia mà nói nơi này bình thường đến mức không thể bình thường hơn đúng vậy tiêu cảnh tuyết đáp lời huyền vu gật đầu mang theo mấy người chậm rãi hạ xuống đi tới trước sơn môn nếu là ngày thường lấy thân phận và địa vị của nàng mà đến một sơn môn nhỏ xa xôi như vậy sao có thể lễ phép như thế nhưng lần này khác nàng phải bày ra thành ý tiêu sư tỷ hai vị này là đệ tử thủ sơn rất nhanh đã nhận ra tiêu cảnh tuyết và thiên nhạc lại nhìn về phía hai người huyền vu bên cạnh mặt kỳ phục tây vực làm bọn họ không dám nhìn thẳng đây là độc sơn chi chủ của tây hoang vực huyền vu tiền bối vị này là đệ tử thân truyền của nàng nghe được hai chữ huyền vu các đệ tử thủ sơn đều hít sâu một hơi mắt lộ ra vẻ kinh hãi đó chính là cường giả chân chính đã nổi danh toàn bộ tây hoang vực từ trăm năm trước không nghĩ tới hôm nay vậy mà đại giá quan lâm đi vào linh phù sơn hôm nay sư phụ ta có ở trong núi không bẩm sư tỷ thẩm trưởng lão chưa từng ra ngoài được tiêu cảnh tuyết quay đầu lại tiền bối xin mời đi theo ta huyền vu nhẹ nhàng gật đầu theo nàng cùng đi về phía Thanh Vân Phong. Giao lộ Thanh Vân Phong Phong, trên tấm bia đá cao chừng nửa người kia đang có một tiểu tử đen đúa dáng người nhỏ gầy đang cầm một khăn lau cẩn thận lau chùi. Tiểu cát, không phải trưởng môn đã an bài đệ tử tạp dịch cho ngươi quản sao, những công việc này tại sao còn tự mình làm chứ, tiêu cảnh tuyết nhìn thấy hắn, không khỏi nhẹ giọng hỏi thăm. Tiêu sư tỷ, ngươi đã về rồi sao? Lâm tiểu cát có chút kinh ngạc, sau đó gãi gãi đầu, Mấy ngày gần đây tâm tình phong chủ có vẻ không tốt, ta muốn để cho bọn họ nghỉ ngơi hai ngày, đỡ làm ồn cho phong chủ. Tiêu cảnh tuyết sửng sốt, sau đó gật đầu, ngươi thật có lòng. Vị này là... Lâm tiểu các nghi hoặc nhìn sang bên cạnh. Đợi đến khi đã minh bạch thân phận hai người, hắn lúc này đổi thành bộ dáng cung kính, tư cười thậm chí còn mang chút nịnh nọc chấp tay vấn an. Huyền vu khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao lại có chút chán ghét hành động của lâm tiểu các này một bộ dạng tiểu nhân phố phường đầy bụng tâm tư xấu xa cũng không biết tại sao thanh vân phong lại thu nhận một người như vậy vào đi thôi một đường đi về phía trước rốt cuộc tiêu cảnh tuyết cũng thấy được rút quyển quen thuộc trong ký ức cùng với thân ảnh áo trắng ngồi trên ghế mây phía trước dòng suối thản nhiên thả câu nhìn thế nào cũng không giống như dáng vẻ tâm tình không tốt một tay hắn nâng cần câu một tay cua chén trà hiếp hai mắt thích ý ngâm nga khúc hát Trăng kia có tự bao giờ sau khi tỏ khi mờ trăng ơ nâng chén rượu lạc hỏi trời thiền đình năm ấy nay thời kỳ nào, sư phụ? Tiêu Cảnh Tuyết cung kính mở miệng, thiên nhạc cũng bước lên phía trước hành lễ. Về thì tốt rồi. Thẩm An tại giống như đã sớm biết bọn họ đến, thả cần câu duỗi eo, sau đó quay người. Làm phiền Huyền Vu tiền bối đưa hai tiểu đồ này của ta trở về núi. Không có gì đáng ngại. Huyền Vu khẽ lắc đầu, lễ phép chắp tay lúc trước bên ngoài cố Tây Thành, còn phải đa tạ ân cứu mạng của thẩm phong chủ, nếu không, những người chúng ta chỉ sợ khó thoát khỏi cảnh giới hoang vu. Thẩm An tại bình thản cười. Thẩm phong chủ, hôm nay ta đến đây, ngoại trừ đưa tiễn tiêu quận chúa cùng thiên nhạc tiểu hữu, còn có một chuyện khác muốn nhờ người giúp một tay. Hiền vu lại mở miệng. Ồ, thẩm An tại hơi kinh ngạc, sung hư cường giả có danh hiệu huyền vu, lại có chuyện muốn nhờ mình hỗ trợ, Huyền vua nhìn thoáng qua thiếu niên áo xám bên cạnh không nói lời nào, trầm giọng mở miệng. Thiên nhạc tiểu hữu một thân kỹ nghệ luyện khí có được từ thẩm phong chủ. Hẳn là thẩm phong chủ cũng cực kỳ tinh thông về luyện khí chi đạo, cho nên muốn nhờ ngươi hỗ trợ luyện một nhân khôi. Nhân khôi? Thẩm an tại sững sờ, chân mày nhíu lại. Đây không phải khôi lỗi đứng đắn gì, là chuyên thuộc về tà đạo. Dù sao lấy người luyện khôi, dù là thời kỳ nào cũng có ngươi không chấp nhận mà huyền vu hôm nay tới lại là muốn mình giúp nàng luyện chế một nhân khôi sau khi kinh ngạc thẩm an tại rất nhanh phản ứng lại cao mày nhìn nàng chằm chằm ngươi muốn ta luyện giúp ngươi không phải là đúng vậy huyền vu vung tay áo một bộ thi thể già nua hiện lên trong lòng ôm một thanh kiếm một bầu rượu thẩm an tại nhíu mày càng sâu hơn đừng nói là người quen biết cho dù là thi thể người xa lạ để cho hắn luyện chế thành khôi trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu huống chi bây giờ người nằm ở trước mặt hắn là người quen đã dạy đồ đệ của mình kiếm đạo luyện chế thành khôi không khác gì là đang khinh nhờn thi thể hắn thứ cho ta không thể giúp việc này được thẩm an tại lắc đầu cho dù hắn có năng lực này cũng không muốn làm như vậy sư phụ đúng lúc này tiêu cảnh tuyết bỗng nhiên mở miệng nàng hơi do dự khẽ cắn đôi môi đỏ mọng giống như không biết nên mở miệng như thế nào thật lâu sau nàng vẫn chậm rãi mở miệng đây là nguyện vọng cuối cùng của long lão tiền bối hắn muốn làm chút việc cho bách lý tiền bối thẩm an tại sững sờ sắc mặt có chút nặng nề rất là phức tạp hắn tiêu tan hết thọ nguyên tu vi cũng tùy theo đó tán đi dù luyện chế thành khôi cũng không có tác dụng gì quá lớn vậy thêm cái này thì sao huyền vu đưa tay một con bướm màu tím xinh đẹp nhẹ nhàng bay trong lòng bàn tay nàng sư phụ không thể bọn họ còn chưa kịp nói chuyện, thần sắc Bạch Diệu Linh đã đại biến, tiến lên ngăn lại. Tử hồn điệp này chính là căn nguyên độc công của một thân sư phụ nàng, có thể nói là ẩn chứa độc tố bản nguyên cường đại nhất của nàng. Cùng một nhịp thở với tính mạng con người, một khi bị luyện nhập vào trong con rối, tức là tính mạng sư phụ nàng từ nay về sau đã không khác gì con rối này. Tổn hại như thế, giống như là linh khí bổn nguyên vậy. Huyền vu nhẹ nhàng nâng tay, ngăn nàng tiếp tục nói tiếp thẩm phong chủ có nắm chắc không nhìn con bướm trong lòng bàn tay nàng thẩm an tại lại nhìn thoáng qua thi thể lão giả trên mặt đất cuối cùng hắn thở dài tận lực mà làm đã làm phiền thẩm phong chủ rồi sắc mặt huyền vu không buồn không vui chắp tay cảm tạ về phần bản sự luyện khí của thẩm an tại nàng căn bản cũng không có lo lắng dù sao thiên nhạc tuổi như vậy tạo nghệ luyện khí đã không tầm thường chớ nói chi là người sư phụ như hắn nhưng vãn bối thật ra có một chuyện, cũng muốn mời Huyền Vu tiền bối hỗ trợ một chút. Huyền Vu nhíu mày, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được. Thẩm An tại nhìn thoáng qua tiêu cảnh tuyết rồi thu hồi ánh mắt, ta muốn cảnh tuyết đi với tiền bối một chuyến đến Độc Sơn Tây Hoang vực, để cho nàng an tâm nghỉ ngơi mấy ngày. Tây Hoang vực có ngàn vạn dãy núi tràn ngập khói độc, nhưng lấy tên hai chữ Độc Sơn chỉ có một ngọn núi, là nơi mấy trăm năm nay chỉ có Huyền Vu ở, nhiều năm qua vô số độc tông ở Tây Hoang vực núi độc càng là nhiều không đếm xuể mà ở sau khi huyền vu ngang trời xuất thế triển lộ thiên phú độc đạo cường đại nơi nàng thường sống đã thành nơi thật sự trở thành núi độc đệ nhất trong truyền thuyết cho dù là trung tam cảnh ở ngoại vi cũng không cách nào chống đỡ được thời gian mười hơi thở chớ nói chi là trong núi mà điều này cũng dẫn đến độc trùng trong núi độc nơi này trở nên kịch độc vô cùng hơn xa ngoại giới độc sơn huyền vu nhướng mày giống như nghĩ tới cái gì kinh thanh mở miệng ngươi còn định để đồ nhi của ngươi tiếp tục hấp thu độc tố không sai thẩm an tại gật đầu không được độc tố trong cơ thể nàng bây giờ đã rất mạnh rồi đợi tu vi tăng lên trong tương lai chắc chắn sẽ là chí cường một phương nhưng nếu còn khăng khăng muốn hấp thu thêm càng nhiều độc tố hơn nữa vạn nhất được không bù nổi mất sẽ hủy đi toàn bộ yên tâm tình huống của đệ tử tại hạ dĩ nhiên tại hạ rõ ràng trong lòng có nắm chắc nhìn tiêu cảnh tuyết nhu thuận pha trà cho hai người bên cạnh thẩm an tại cũng mỉm cười. Hiếm khi có được cơ duy này, có thể đưa tiêu cảnh tuyết đi độc sơn tu luyện, cũng có thể đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của vạn độc tâm kinh của nàng. Nếu như đại thành viên mãn thành tự vạn độc thánh thể, sau đó nàng cũng không cần phải lo lắng độc tố bộc phát ảnh hưởng đến bản thân nữa. Huyền vu trầm mặt một chút, sau đó gật đầu. Nếu như làm sư phụ đã nói như vậy, nàng cũng không dám nhiều lời nữa. Cảnh tuyết, có muốn đi không? Thẩm an tại quay đầu hỏi dù sao cũng phải mất một thời gian dài, còn phải hỏi ý kiến của nàng. Nghe theo sư phụ. Tiêu cảnh tuyết ngược lại là không có ý kiến gì, nhu thuận gật đầu. Nói chung, sư phụ bảo nàng đi đâu thì nàng liền đi theo đó. Hành trình tới Bắc đạo vực lần này có gặp được người mình muốn gặp không? Thẩm an tại nhìn thiếu niên một lúc, lại hỏi thăm. Người sau lắc đầu. Sau đó tiêu cảnh tuyết kể lại mọi chuyện xảy ra trong đại hội luyện khí. Sau khi nghe được tình huống của thiên gia, thẩm an tại nhíu mày. Quả nhiên trong đó có điều kỳ quặc. Thời gian 4 năm, luyện chế ra một thanh linh khí có thể vượt qua nguyệt vô khuyết, liền nói cho hắn chuyện hắn muốn biết sao, ngươi nghĩ như thế nào, thẩm an tại nhìn thiếu niên áo xám tự hồ lại cao thêm vài phần kia. Sắc mặt của thiên nhạc như thường, nghe theo sư phụ. Nghe hai người đáp giống hệt nhau, thẩm an tại có chút dở khóc dở cười, lắc đầu không nói. Cùng lúc đó, địa lao thiên gia rống tiếng gào thét trầm thấp như giả thú không ngừng vang lên tràn đầy hung ác khát máu dường như những vật hung ác đang giam giữ chúng bất cứ lúc nào cũng có thể phá tan gông xiềng tàn sát bừa bãi một phương hôm nay uống bao nhiêu thiên cương lạnh giọng hỏi thăm trưởng lão trông coi bên cạnh bẩm gia chủ lại thêm một chén nhỏ yêu huyết có điều hình như hắn đã đến cực hạn nhiều hơn một chút chỉ sợ sẽ hoàn toàn mất đi lý trí cứ như vậy chúng ta lại thất bại trưởng lão kia cầm trong tay một cái chén đỏ tươi, cung kính đáp lại. Khóe miệng thiên cương khẽ nhếch lên, nhìn trung niên bị gông xích gô như con thú, bị yêu khí, sát khí dày vò, bị hành hạ tới mức không ra hình người. Đại ca, huynh ngàn vạn lần không nên ngủ. Đã nhiều năm rồi, huynh không nên tới thời khắc mấu chốt này mà buông lơi. Không được để chúng ta lại thất bại, nếu không bên trưởng lão hội ta cũng rất khó xử lý. Ôi, ôi, đáp lại hắn, chỉ có tiếng gào rú trầm thấp hung tàn nặng ra từ yết hầu của trung niên, khiến cho da đầu người ta tê dại. Đúng rồi, mấy ngày trước ta đến bắt đạo vực một chuyến, ngươi đoán xem ta nhìn thấy ai, thấy hắn hồi lâu không đáp lại, thiên tuyền lắc đầu, có chút tiếc núi mở miệng. Ngược lại là quên mất, ngươi đã sớm biến thành giả thú, coi như thiên nhạc chất nhi đứng ở trước mặt ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không nhận ra nha, theo hai chữ, thiên nhạc, rơi xuống, ánh mắt huyết hồng của trung niên kia run rẩy một chút, sau đó càng thêm điên cuồng vùng vẫy. Rống, rống, miệng đầy răng nanh chảy đầy nước bọc tanh hôi, hắn dương nanh múa vuốt sông lên, muốn xé nát người trước mắt. Nhưng xích sắc đặc chế chỉ vùng vẫy vang tiếng thanh thúy, chỉ bị kéo căng, giữ cho móng vuốt có thể tróc da lóc thịt của hắn cách thiên cương một tấc. Mặc cho hắn điên cuồng giãy dụa thế nào, cũng không cách nào tiến thêm một bước. Thấy hắn quả nhiên có phản ứng mãnh liệt hơn, khóe miệng thiên cương nhếch lên một vòng ý cười, trong tay xuất hiện một viên lưu ảnh thạch trong khi màn sáng lưu chuyển một thiếu niên áo xám lạnh lùng ở trên đạo trường trên tay tụ hội thiên thủy địa hỏa dẫn ánh sáng dị tượng rống thấy một màn này vẻ bạo ngược trong mắt trung niên như quái vật kia càng tăng nhưng con ngươi màu đỏ tư lại thanh tĩnh vài phần trong tiếng thú rống trầm thấp xen lẫn một câu nói khàn khàn đứt quãng đừng động đến hắn thiên cương nghe răng cười lật tay thu hồi lưu ảnh thạch vậy liền xem đại ca ngươi còn có thể kiên trì hay không nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.